Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lắng nghe truyện ngắn Oản Tà Rằn của tác giả Nguyễn Công Hoan qua giọng đọc Quỳnh Hoa. Anh Phong, thế anh định bỏ chết tôi à? Không trách người ta bảo đàn ông bạc tình, có oan tí nào đâu. Tôi vì nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, nào những là lấy nhau, nào những là ăn đời ở kiếp cùng nhau. Từ đó đến nay tôi dốc một lòng chờ đợi. Ai đến dạm hỏi tôi cũng kiếm cớ thoái thác, vì tôi đã chót hứa cùng anh. Ấy thế mà anh quyết tình dở mặt. Hẳn anh cũng biết tôi chỉ quá dại dột mà nghe anh nên mới mang vạ vào mình. Anh nghĩ sao cho vuông tròn thì nghĩ. Cái bụng Nguyệt vài tháng nữa thì tròn bằng cái thúng, Nguyệt còn phải cần gì đến tôi nghĩ nữa. Tôi không nói đùa, nếu anh không làm hại tôi thì làm gì tôi không lấy được người chồng tử tế. Lúc bấy giờ, ở bờ hồ Hoàn Kiếm, mảnh trăng ngọn gió như khơi động tấm tình gió trăng. Nguyệt và Phong lững thững bước vào cầu Thê Húc. Hai vẻ mặt cùng lo, nhưng hai cái lo khác nhau. Nàng vì quá nhẹ dạ nên phải nặng lòng. Cái khối lo nó được nằm co ở trong bụng. Chàng lo vì vô tình định thỏa bụng muốn, bây giờ phải cố tình đẩy cái không muốn ra. Thế có chắc Nguyệt có chữa với tôi không? Này, năm nay tôi mới có 18 tuổi đầu, sao anh đã đổ bậy đổ bạ cho tôi cái tiếng khỉ so ấy? Anh hỏi tôi chữa với ai à? Rồi nó giống ai? Nó máu mủ ai thì anh biết. Tôi còn nhà châm anh cũng còn nhà thế phiệt. Vì một lời giao ước nên tôi mới quá chiều anh. Tuy tôi chưa là vợ anh, nhưng cũng như là vợ, nên tôi dốc một lòng chung thủy thì chữ chinh tôi giữ nguyên cho anh. Nếu anh ngờ tôi loan trung phượng trạ thì đây này, tôi sẽ chết như thế này này. Đừng thề độc, lỡ chết thật thì oan. À, anh nhiếc tôi mãi. Thôi, đồ bạc tình, anh buông tôi ra. Này, cầm lấy cái này. Cái gì đây? Lọ thuốc thôi thai. Nguyệt uống nó vào, cho cái thai ra, thế là mất tích. Eo ôi, anh nói mà tôi ghê cả mình. Nếu anh cố tình giết cả hai mẹ con tôi, thì đây này, tôi liều chết ngay trước mặt anh, cho anh trông thấy. Anh buông tôi ra. Trời ơi, ngờ đâu hồ Hoàn Kiếm này chỉ là hồ Hồng Nhan. Nàng giật tay ra, chạy lại mé đầu cầu. Phong vội chạy theo, níu vạt áo lại. Ấy chết, chớ chớ, tôi thử Nguyệt đấy mà. Này, em ơi! Nguyệt gục đầu, ôm mặt, hu hu khóc. Nguyệt ơi, em chớ lo. Anh vẫn biết Nguyệt là người chung tình với anh. Nguyệt không phải phiền lòng. Cái thai trong bụng Nguyệt là con anh, là con Nguyệt. Nguyệt cứ yên tâm. Anh thề rằng sẽ chu toàn danh tiết cho Nguyệt. Đến ngày khai hoa, anh sẽ đưa Nguyệt sang nhà hộ sinh tỉnh Bắc Ninh. Sau khi mẹ tròn con vuông, anh sẽ tính cuộc trăm năm với Nguyệt. Này, đừng nỏ mồm. Em đừng mắng anh mà oan. Thôi, em cứ đi về. Tôi không về đâu cả. Sống gửi thác về, mà tôi đây rồi. Anh van Nguyệt, nếu anh không giữ được lời hứa, xin nguyện trời tru đất diệt. Em cứ về, cứ yên lòng. Nàng lau mắt, khẽ gượng đứng dậy, gọi xe về nhà. Phong vừa đi vừa nghĩ. Ừ, suýt nữa mình gieo cái vạ tày đình, giết cả hai nhân mạng. Giá một mình con Nguyệt nó tử tế thì mặc quách nó, nhưng lại đèo cả đứa con ở trong bụng nó. Ừ, tính tháng tính ngày, quả nó có mang với ta. Vậy đợi lúc nó đẻ, ta lấy con về nuôi. Còn việc trăm năm với nó, thế nào không nên nghĩ trước. Chết chửa, thế mợ định uống thuốc thôi thai thật đấy à? Cậu tính tôi mới có 18 tuổi đầu, chồng con chưa có mà chửa hoang thì còn xấu gì bằng.
Chà, việc gì mà xấu? Sự xấu tốt đối với phong trào dư luận xã hội như làn khói trước ngọn gió to, chỉ đánh loáng là không ai trông thấy nữa. Thế thì dư luận còn gì là đáng sợ? Và lại tôi hiếm hoi, lấy nhà tôi ngót 20 năm rồi, còn cái chưa có thì mợ cứ yên lòng. Sau khi ở nhà hộ sinh ra, tôi sẽ thu xếp để mợ với tôi ăn đời ở kiếp. Tôi cảm ơn cậu. Cậu hơn tôi 40 tuổi đầu. Tôi mà lấy cậu thì người ta cho là bố lấy con. Và vợ cả cậu, như con sư tử cái, có lẽ nào lại để yên cho cậu thương tôi? Cậu cứ mặc tôi, để tôi tự tử. Cậu không cần nghĩ đến. Bao nhiêu việc tôi đã định sẵn, tôi đành uống thuốc để giữ cho vuông tròn tiếng tăm. Và tôi là con nhà thi lễ, mơn mởn đào tơ, làm gì không lấy được chồng ông nọ ông kia. Can chi vội vàng mà vơ quàng vơ xiên vội. Mợ nói thế tôi đau lòng quá. Mợ phải hiểu cho rằng cái thai trong bụng mợ là đứa con sau này của đôi ta. Nếu cậu thương con cậu, thì mai tôi xin gửi lại trao trả cậu. Chết nỗi, tôi xin mợ. Luồng nước cuồn cuộn dưới sông, hàng cột ù ù trước gió, dây sắt cầu như răng mắc mối tơ tình. Trên cầu sông Cái, Nguyệt đứng thừ ra, tựa tay vào lan can, mặt nhìn làn sóng lềnh bềnh trước mặt. Bác vành bộ râu ghi đông, nét mặt ra dáng van lơn lo lắng. Nào, tôi có phải ăn ở bạc tình với mợ đâu, mà mợ nữ rứt lìa thế. Tôi cũng biết vì tôi đối với cậu trung tình, nên cậu đối với tôi trung hậu, nhưng tôi không thể nào đeo mo và sống ở đời được. Sao mợ lại bảo là đeo mo? Vẫn biết rằng đàn bà quý giá ở chữ trinh, nhưng mợ có phải là gái thất trinh đâu. Vì mợ quá yêu tôi, quá chiều tôi, nên đến nay đeo đẳng khối tình cùng tôi. Vậy rồi sau, tôi nuôi con, lại cưới mợ về làm vợ. Làm người vợ, cần giữ trinh với chồng. Mợ trung tình với tôi từ trước đến nay, thì đối với riêng tôi, mợ vẫn chu toàn được chữ trinh. Vậy có làm sao mà phải nghĩ? Nếu tôi bạc tình cùng mợ, toàn bỏ lửng mợ, thì mợ mới đáng hờn duyên tủy phận chứ. Thôi, tôi xin cậu, tôi nào dám tin cái mồm mép đàn ông. Nếu tôi ăn ở như kẻ khác, xin thề rằng ngọn đèn điện này tắt, tôi cũng chết. Thề, thề cá chê chui ống. Cậu buông tôi ra, tôi xin gửi thân tôi cho hà bá dưới sông này. Mợ định tự tử. Nếu mợ chết, tôi xin chết theo ngay. Khổ lắm. Cậu kệ xác tôi không tin ai ở đời này nữa. Những cái mặt nhẵn nhụi, trơn tru, nhưng toàn là bụng ba que sỏ lá cả. Tôi thì dại dột mới nên nông nỗi này. Một cái ô tô xình xịch chạy qua, chiếu hẳn ánh sáng vào mặt bác, trông rõ cái nét mặt nhăn nhó, cặp mắt gấp gay. Mợ ơi, mợ yên lòng, mợ nên hiểu tôi, đừng phụ bụng tôi, bởi tôi biết bụng mợ lắm. Vả dĩ, bấy lâu tôi khao khát chút con, để sau này nó chống gậy cho tôi, nối dõi tông đường cho nhà tôi. Nếu nay mợ quyết định giết cả mợ lẫn con, tôi sẽ phải âu sầu ân hận cả đời. Nguyệt bưng mặt khóc, bác lấy vạt áo chùi nước mắt hộ và dỗ. Mợ ơi, tôi đã theo lời mợ là đến ngày mợ đẻ thì sang nhà hộ sinh tỉnh Bắc Ninh mà nằm cho êm tiếng. Bây giờ chỉ cần mợ giữ cái bụng cho kín đáo, mợ đẻ xong tôi nuôi lấy con. Thế rồi cậu bỏ tôi bơ vơ. Bác nhăn mặt, dậm chân. Khốn nạn, cho tôi nói hết đã. Tôi lạy mợ, tôi tính việc xin cưới mợ sau. Nguyệt thở dài. Mợ đã bằng lòng như thế chưa? Nguyệt đưa tay lên miệng, cắn móng tay út, không trả lời, ra dáng nghĩ ngợi. Mợ ừ đi, mợ đừng uống thuốc thôi thai nữa, phải tội đấy.
mợ cứ yên bụng cho tôi được yên lòng, mợ ừ đi. Ừ. Hai người lững thững đi, gặp hai cái xe, liền thuê về nhà. Lúc sắp ly biệt, bác còn dặn với một câu. Mợ yên dạ, cho tôi yên lòng nhé. Ừ. Bà đẻ con so hay con dạ? Thưa bà, con so. Bà nên nói thực, thì tôi mới liệu được. Tôi xem bụng bà, hình như con dạ thì phải hơn. Thưa bà, thực tôi đẻ con so. Đó là lời bà đỡ nhà hộ sinh, cùng nói chuyện với Nguyệt. Bà đỡ ngỡ quá hỏi vặn. Mọi khi người đẻ con so thì da bụng cứng và có ngấn vằn đỏ. Người đẻ con rạ thì bụng mềm mà có ngấn vằn trắng. Nay tôi xem bụng bà, quả là bà đẻ con rạ. Phép nhà thương không nên nói dối, lỡ ra nguy đến tính mệnh, chứ chả chơi đâu. Thưa bà, xin bà kín cho, tôi đẻ con rạ. Vâng, bà nên nói thực là phải. À, ông nhà ta tên là gì? Ở đâu? Thưa, cậu cháu tôi là Nguyễn Văn Tình, đã mất năm ngoái, sau khi tôi có mang được vài tháng. Tội nghiệp! Thế ông mất, bà có mang được mấy tháng? Nguyệt luống cuống nói chữa. À, thưa bà, cậu cháu mất năm nay ạ, mới mất tháng tư, mà tôi có mang từ tháng giêng. Bà cũng chỉ độ tối hôm nay thì trở dạ thôi, bà cứ nằm nghỉ yên. Lần trước bà ở cữ, trai hay gái? Thưa bà, cháu gái. Nay cháu biết làm gì rồi? Thưa bà, tôi sinh được cháu vài hôm thì bỏ cháu. Thế bà đẻ dễ hay khó? Thưa bà, dễ ạ. Được, vậy bà cứ nghỉ yên để lấy sức. Ngày chủ nhật, sau khi Nguyệt đẻ, có mấy bọn người ở Hà Nội sang vào nhà thương thăm. Bọn trước, hai công tử ăn mặc tây, đúng mốt quần thụng đỏ, áo cộc xanh. Ở trong gian Nguyệt nằm bước ra, bưng miệng, rúc rích nhìn nhau cười thì thào. Hú vía, tao tưởng con Nguyệt nó chửa với tao, tao sợ quá. Tao chả ngờ nó chửa với mày, nhưng tao thấy cái mồm thằng bé giống mồm tao. Tao đã giật mình. Nó ăn vạ tao thì bỏ mẹ. May được cái nước da thằng bé nó minh oan cho tao. Hai người vừa đi ra khỏi thì Phong đến. Phong ẩy cửa lại gần Nguyệt hỏi. Trai hay gái? Nguyệt trả lời khẽ. Trai. Thế à? Mợ có mạnh không? Có ăn được không? Nguyệt thừ mặt ra không đáp. Mợ làm sao thế? Cho tôi bế con một tí. Không bế. Ái chà, mẹ cu làm bộ. Con ngủ à? Mặt giống cậu hay giống mợ? Công tử giúp mãi và nách mợ. Ra đây cậu yêu tí. Yên. Phong mở cái lót trùm đầu thằng bé ra. Nguyệt nhắm nghiền mắt lại. Khi nàng mở mắt ra, đã thấy Phong len lén cút từ bao giờ rồi. Lúc bấy giờ, bác ôm một bọc to tướng đến nhà thương. Nhưng khi ở ngoài cửa kính, bác thấy có người đến thăm Nguyệt, thì ngờ là họ hàng, không dám vào vội. Chàng vừa đi bách bộ, vừa liếc mắt vào trong. Chàng đã hút hết điếu thuốc lá rồi. Nhìn hết các nhà cửa, cây cối rồi, mà người họ vẫn chưa ra. Một lúc thấy kẹt cửa, bụng chàng mừng lắm. Chàng nhìn theo hút mấy người, đến khi thấy rẽ hết phố mới dám vào. Chào mợ, trai hay gái? Trai. Bác lộ ra nét mừng rỡ vui vẻ hỏi. À, ai vừa vào đó? Mợ mệt à? Không. Mợ có ăn được cơm không? Có mạnh khỏe không? Nguyệt thở dài, bác mở bọc, lấy ra nào rượu bổ, nào sữa bò, nào vú cao su.
Con cứng cáp không? Mợ có nhiều sữa không? Yên cho tôi nằm nghỉ. Cho tôi bế con một tí, nó giống tôi hay giống mợ? Im cho nó nằm. Ơ hay, mợ giận tôi đấy à? Không. Bao giờ mợ định về? Không biết. Nguyệt thở dài mãi, thằng bé con ở trong bọc, cựa cậy, tiếng nhoe nhoe. Dậy với cậu, con. Thằng bé vẫn khóc, cái lót trùm đầu nó xê ra ngoài. Bác lật ra xem mặt con. Cậu đây, nín đi. Nguyệt nhắm nghiền đôi mắt lại, vắt tay lên trán để che mặt. Bác nhìn kỹ cái tóc, cái mặt, cái mũi con, rồi dở bọc ra ngắm cả người thằng bé. Ngắm xong, bọc cẩn thận trả lại. Chàng từ từ lui ra, thở dài một cái rõ dài, nét mặt thất vọng. Té ra, thằng bé con chàng mà nước da lại đen như cái cột nhà cháy. Vậy nó không phải con rồng cháu tiên, nó là giống oan ta rằn không biết chống gậy. 27 tháng 2 năm 1930.